24 tinh hoa của bóng đá châu Á cùng hội tụ để tạo nên ngày hội lớn nhất của châu lục, nơi có những màn so tài hấp dẫn kịch tính, nơi những cảm xúc được thăng hoa và là nơi những nền văn hóa đa dạng khoe sắc để cùng xích lại gần nhau hơn. AFC Asian Cup 2023 khởi tranh từ 12 tháng 1 đến 10 tháng 2 năm 2024 trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của VTV.